ăn chay 4 ngày nghe, mà phải hiền đức nghe cô bác anh em dùng đạo có hồng. Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó lập rồi cái hậu long qua, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Như vậy là bây giờ ai mà được hiền đức đó, tất nhiên là cái người đó được sống đời thượng quan. Nhưng mà mình nhớ kỹ nghe, ăn chay 4 ngày mà mình còn cái như là tạo ra sát sanh nhiều quá đó nghe, là coi chừng trong khi đó là một mai đến số vô thường. Là hồi nãy chị đọc đó phải không? Một mai đến số vô thường, công kia với tội đó là có lường kịp chăng? Coi chừng mình tạo cái nghiệp nhiều hơn coi như là cái phước, rồi làm sao sống được đời thượng quan. Nam mô A Di Đà Phật. Con thuyền bát nhã sang sông, miệng ngoài gọi khách lòng trong ngại ngùng, đã từng giữa kẻ nâu sùng, có sao tâm trí còn tùng ngoại duyên. Muốn lên tiên được cảnh tiên, nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Từ đây đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật qua mình biết bao. Trồng cây mà chẳng rắp rào, để cho gió lại tát vào gốc lại. Lòng người chẳng ớt mà cay, bị câu tài sắc đổi thay khôn lường. Một mai đến số vô thường, công kia với tội có lường kịp chăng? Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn đồng đạo bác Úc Dân đã vừa rồi đọc lại một đoạn sấm thi của Đức Thầy, và nhận thấy chú Tư Phương đã đến diễn đàn và đã kính lễ Đức Thầy. Em mời toàn thể chư quý vị đồng đạo cho chú Tư chàng pháo tay, và xin chân thành cảm ơn. Giờ này chưa hết sức chưa mà cái pháo nổ cũng còn tốt tiếng. Ban tổ chức là đồng đạo bền, nói bữa nay thôi là giảng viên có 3-4 người thôi, giờ hỏi mình nói chuyện cho tới 12 giờ mình mới nghỉ ăn cơm, quý vị mình chịu không? Chịu không? Lâu lâu mới có một kỳ năm thở mười thì mới có một khi 360 ngày, mà bữa nay là cái ngày đặc biệt là có 4 giảng viên nói chuyện thay đổi nhau, còn quý vị không ai thay đổi cho ngọn chỗ chịu chạnh. Không ai thay đổi hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lễ kính Đức Thầy. Kính thưa hội đồng bổn tộc, và kính đến các bậc lớn tuổi, và kính đến đồng đạo bền, đồng đạo ngọ, đại diện cho đạo tràng Tịnh Tu Phật Thất, và kính đến quý ông, quý bà, và hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày định kỳ niệm Phật hàng tháng, trong một tháng nó có 2 ngày mà chúng tôi xuống đây cũng được đâu 3 lần, và hôm nay cũng như là được nhân duyên lành hội ngộ, cho nên tất cả chư quý vị cũng ngồi lại để chúng ta trao đổi Phật Pháp. Thưa chư quý vị, Phật Pháp rất là di nhiệu nhiệm màu, ví như dân tại sân đầu mà đáo tại sân đầu, dân quá sân đầu. Có nghĩa là Phật Pháp hết sức là sâu màu, ví như là mây ở trên đầu núi vậy đó.
mà khi chúng ta mây mà lên tới trên đầu núi, lên đôi điện bồ hông rồi đấy hen, là thấy mây ở trên dù bồ hông nữa. Cho nên mình thấy ở dưới này mình thấy mây là đà ở dưới, coi như là ở điện bồ hông, mà lên trển rồi là mây còn cao hơn. Còn mình ở đây cũng vậy, coi như là mình thấy Phật pháp đó, là mình giống như là mình giấu tay muốn tới, cô bác anh em trong đạo. Mà càng tu đó là càng thấy tội, phải không mấy chị? Hồi lúc không tu đó là không thấy tội, mà càng tu chừng nào càng thấy tội nhiều chừng nấy, cô bác anh em trong đạo. Cho nên càng tu càng thấy tội, cho nên mình thấy tội mình mới chừa tội ra. Chứ quý vị, thì hôm nay ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi gặp gỡ cùng với quý vị qua giờ sau đó là chương trình nghi vấn, là chia sẻ Phật pháp. Thì trên tinh thần chia sẻ Phật pháp, chương trình nghi vấn á, thì quý vị mình cũng đang nghiên cứu cùng với chúng tôi đang tu tập trên con đường tu học, là trong cuốn Thi Văn Toàn Bộ Sám Thi. Thì quý vị mình cùng với chúng tôi để mà nương vào trong cuốn giáo lý ấy để làm phương châm mà tấn ích trên con đường tu học của mình. Đó là la bàn, đó là địa đồ, đó là địa chỉ. Người đi đường thiếu địa chỉ tất nhiên là không bao giờ tới nơi tới chỗ. Người đi trong rừng mà thiếu địa đồ tất nhiên là phải nằm ở trong rừng không có lối ra. Người đi biển mà không có la bàn tất nhiên chồng chành trên biển khổ là không bao giờ ra khỏi biển được. Có bác anh em trường đạo. Thì hôm nay chúng ta nương vào trong giáo lý Đức Thầy là cái tôn chỉ, là định hướng cho chúng ta đi. Vậy thì chúng tôi cùng với quý vị ngồi lại để ôn lại tôn chỉ của Đức Thầy, tất nhiên là cuốn giáo lý Toàn Bộ Sám Thi. Thì rồi chúng ta nương vào đó, nội dung đó để mà chúng ta hành trì không có bị lầm lạc, cô bác anh em trường đạo. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ là ngày ngày gặp ta. Thì bây giờ Đức Thầy chỉ gì trong cuốn Toàn Bộ Sám Thi Giáo Lý? Thì hôm nay ngồi lại quý vị cùng những chúng tôi bàn coi cái tôn chỉ và giáo lý Đức Thầy dạy chúng ta như thế nào. Đó là lời nói đầu của chúng tôi. Rồi quý vị nghiên cứu tu học, rồi chúng tôi cũng đang nghiên cứu tu học, là bổn phận của mình, là người đi trước, trước người đi sau, người đi mau dìu các người đi chậm, tất nhiên là thương yêu lẫn nhau như con một cha đi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thì ở đây là trên tinh thần thương yêu lẫn nhau thôi, tất nhiên là giúp đỡ lẫn nhau trên cái tinh thần Phật pháp. Vậy thì lời nói đầu chúng tôi cũng xin tạm dừng và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Nếu như chương trình nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn Sám Thi, thì quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên rồi bàn cùng tất cả chứ quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong rồi quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, và trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót đó, là sự khát vọng, là mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để cùng nhau đáp đền ân Tam Bảo trong môn một thôi. Thì lời nói đầu chúng tôi cũng xin tạm dừng và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em cũng chưa đồng đạo và chưa quý vị, và xin trả lại cho sứ ngôn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vừa rồi lời nói đầu của chú Tư thì tất cả đồng đạo chúng ta cũng đã nhận được, và chúng tôi tin tưởng rằng sự nghiên cứu sám giảng của toàn thể quý vị thì ít nhiều cũng phải có đôi điều thắc mắc. Vậy những gì thắc mắc quý vị đến đây để nêu lên để chú Tư trình bày. Vậy lần đầu tiên mở đầu chương trình nghi vấn thì chúng tôi xin kính mời đồng đạo Ngọ. Hồi tối đồng đạo Ngọ còn vấn đề thắc mắc chưa được giải trình thì mời đồng đạo mở đầu trong chương trình hôm nay. Con cũng có đôi lời thắc mắc là như mình cái người tư chỉ thay gia mình ăn chay 1 tháng 4 ngày có được dự hội Long Hoa hay không, hay là được giảng sanh cực lạc hay không. Con chỉ hỏi bao nhiêu đó thôi. Mong chú Tư giải đáp cho nghe chung đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chàng pháo tay đi chứ quý vị. Đây là đồng đạo Ngọ, là một cái vị mạnh thường quân hỗ trợ cho cái đạo tràng Phật pháp đây. Quý vị mình cũng được biết rồi, chúng tôi khỏi phải giới thiệu. Nhưng mà đồng đạo mới nêu lên một cái câu hỏi. Câu hỏi đó là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ăn chay 4 ngày, như vậy đó, là có đủ điều kiện để giữ hậu Long Hoa được không, là một ý. Và sau này khi nhắm mắt lâm chung, người ấy
có đủ điều kiện để giảng sanh cực lạc hay không. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ bước đầu tiên là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy cho chúng ta biết là chay bốn bữa ấy là quy tắc phải không, của kẻ khùng dẫn dắt chúng sanh. Thì bây giờ mình ra từ này kỹ lại đây, của kẻ khùng dẫn dắt chúng sanh, chứ đâu phải của kẻ khùng dẫn dắt như là bốn đạo của tín đồ đâu. Tại vì chúng sanh từ xưa tới giờ chưa biết một ngày chay, chưa biết chay lạc là cái gì chăng. Vì vậy cho nên của kẻ khùng dẫn dắt chúng sanh là chúng sanh bước chân vào cửa đạo phải ăn chay 4 ngày, đó là quy tắc. Mà người không ăn chay 4 ngày tức là người đó không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Mình hiện giờ là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đã là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà nếu như quý vị mình coi như là ăn chay 4 ngày còn lại 26 ngày mà mình còn đập đầu chéo cánh cắt cổ lột da, thì bây giờ coi như là 4 ngày đó mình dừng bàn tay lại không sát sanh, là coi như là trong khi đó mình ví dụ như thiếu nợ ngân hàng 30 triệu mà mình nói chả có 4 triệu hả, còn 26 triệu thiếu ngân hàng. Rồi bây giờ mình hỏi xin đi xuất ngoại, đi Đài Loan, đi Mỹ, cho không? Cho được không? Bao giờ cho mình được, còn coi như là 26 triệu làm ơn trả giùm cái cho nó sạch đi. Đi Đài Loan mà còn thiếu nợ đi không nổi. Đừng mới nói mình đi về Phật, phải không mấy chị? Làm mình đi về Phật mà thiếu nợ mà còn đi được, phải không? Đây, Đức Thầy cho chúng ta biết rất rõ ràng, phải không? Trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo tám điều chánh. Và sau khi dứt được thập ác rồi, thì 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hạnh. Tất nhiên là chúng ta đi lên một bước cái con đường giải thoát. Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó, là muốn làm giàu, sao nữa? Phải tránh đừng cho thiếu nợ. Ở thế gian đây mà muốn làm giàu mà còn thiếu nợ, làm giàu còn không được, làm giàu còn phải khó khăn, huống chi làm Phật làm thần dễ đâu. Mà mình bây giờ mình còn thiếu nợ thiếu nặng tùm lum chân, bây giờ mình muốn làm Phật sao được không? Lỡ đi về bên cõi Phật còn thiếu nợ bà bảy bà ba sao trở lại trả không? Sao trở lại trả được? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vì vậy cho nên ở nơi đây tất nhiên là trong đó là 4 ngày, nếu như chúng ta coi như là ăn chay 4 ngày thì thôi, thì Đức Thầy khuyên bảo chúng ta cố gắng thêm đi cô bác anh em trên đạo, cố gắng ăn chay lên ngang đường đạo đức, bước đi từ nấc. Quý vị mình biết coi như là từ xưa tới giờ quý vị mà ăn chay 4 ngày đó, là có người ăn 5 năm, có người ăn 10 năm, có người ăn 20 năm, 4 ngày không mấy chú. Học sinh người ta mỗi năm lên lớp, mỗi năm còn lên lớp. Còn mình coi như là ăn chay 4 ngày 10 năm mà còn coi như là có 4 ngày à. Vì mà tôi không có lên chỗ nào chút nào chân trời ngọn chỗ à. Vì mà nói tôi trung thành với thầy. Tôi trung thành với thầy. Hỏi trung thành sao hả? Tại vì ông thầy dạy tôi lớp 3 tôi học hoài ông thầy đó, tôi không chịu lên. Tôi trung thành với ông thầy đó, tôi lên tôi bỏ thầy sao? Phải không? Không, cái chỗ đó không phải trung thành, tại mình học dở quá không lên lớp thôi chứ không phải trung thành. Còn nếu mà trung thành với thầy đó thì bây giờ ông thầy cứ như lúc nào cũng mong muốn cho mình. Ông thầy dạy lớp 3 nhưng mà ông thầy mong muốn làm sao mình lên lớp đặng mà gặp ông thầy dạy lớp 4. Còn ông thầy lớp 4 coi như là cũng mong muốn mình làm sao coi như là sau nữa bắt đầu học 1 năm nó gặp được ông thầy dạy lớp 5. Đó là cái lòng hoài vọng của ông thầy, mong muốn cho mình lên lớp. Chứ không phải ông thầy nói thôi đừng học ông thầy nào chứ học mình tôi à. Cái kiểu này là trung thành với ông thầy, cái này là không tốt rồi cô bác nó chân đạo, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ để trả lời mau coi như là đầu ngõ hỏi, tất nhiên là nếu như chúng ta ăn chay 4 ngày mà muốn được á, là coi như là dự hậu long hoa. Thì bây giờ trong khi đó cái người ăn chay 4 ngày muốn giữ hậu long qua thì phải có 2 điều kiện. Chứ còn giảng sanh cực lạc là không được nha. Muốn dạ muốn như là giữ hậu long qua, trong khi đó con người chúng ta phải có 2 điều kiện. Nếu như ăn chay 4 ngày 2 điều kiện đó, 1 là lòng trung, 2 là lòng hiếu nha. Như vậy tất nhiên là ai mà hết lòng trung hiếu đó, tất nhiên là ăn chay 4 ngày nhưng mà chúng ta hết lòng trung hiếu, người này cũng vẫn được coi như là sống được đời thượng môn. Tại vì đời thượng quan cũng như là cái cõi ta bà này thôi, nhưng mà nó tốt hơn thôi, sống lâu hơn thôi, con người có như là nó trong sạch hơn thôi, thì cũng là cõi ta bà thôi, nhưng mà cũng vẫn còn linh hồi. Cô bác anh em chân đạo, nếu thiếu đức không thành chánh quả cũng được đưa qua cõi thượng quan, là mình thiếu đức, còn như là mắc nợ còn thiếu đức cũng được đưa qua cõi thượng quan, sống an nhàn với tuổi muôn xuân, không hoạnh tử, không làm ác bệnh. Nhưng mà giờ xét kỹ mấy chú mình nghe, bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết á, là cõi trung ương lưng chuyển phương Nam mở hội thánh, chọn người trung hiếu.
Mà người trung hiếu tất nhiên là cái người này mà hết lòng đối với thầy là trung. Hiếu tất nhiên là con người chúng ta hết lòng coi như là dâng lời thầy chỉ dạy là hiếu. Rồi hết lòng coi như là phụng thờ cha mẹ đó là hiếu. Mà hết lòng coi như là không làm cho quê hương đất nước coi như là bị khổ sở là trung. Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên bây giờ người nào mà có trung hiếu là cái người đó ăn chay 4 ngày mà vẫn được sống được đời thượng quan. Điển hình ví dụ như ông Nguyễn Trung Trực và tất cả các vị thần đó, người này coi như là sống được coi như là đời thượng quan thánh đức ngang chứ không ăn được. Nhưng mà chúng ta gà kỹ lại, trung hiếu mình coi như là có được vẹn toàn hay chưa, mình hết lòng chung chưa. Từ mang một tấm áo già mùa thiền đã thấm ơn nhà lợt hoa sống sanh ra phận câu mài một đời một đạo đến ngày chung thân nè, cái này là trung nè, mà mình coi như là có trung chưa. Rồi bây giờ mình hỏi lại coi như là mình có hiếu với thầy chưa. Hiếu tất nhiên là hết lòng dâng theo lời chỉ dạy của đức thầy, là thầy dạy điều gì chúng ta gắng làm y theo lời đức thầy chỉ dạy, không làm sai trật, đó là hiếu. Bác anh em dừng đạo. Vì vậy cho nên trung hiếu giữ gìn phận con tâu, thế sự bao la ta chẳng quản, tiên cảnh non bồng sẵn diễn âu. Tất nhiên là cái này trung hiếu lưỡng toàn, là ăn chay 4 ngày vẫn được, vẫn được, nhưng mà phải trung hiếu ngang. Rồi thành phần thứ hai muốn giữ được đời thượng quan là người đó phải hiền đức. Ăn chay 4 ngày ngang mà phải hiền đức nghe cô bác anh em dừng đạo có không. Bây giờ đức thầy mới bảo cho chúng ta đó lập rồi cái hậu long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Như vậy là bây giờ ai mà được hiền đức đó tất nhiên là cái người đó được sống đời thượng quan. Nhưng mà mình nhớ kỹ nghe, ăn chay 4 ngày mà mình còn cái như là tạo ra sát sanh nhiều quá đó nghe, là coi chừng trong khi đó là một mai đến số vô thường. Là hồi nãy chị đọc đó phải không? Một mai đến số vô thường, công kia với tội đó là có lường kịp chăng? Coi chừng mình tạo cái nghiệp nhiều hơn coi như là cái phước, rồi làm sao sống được đời thượng quan. Mà muốn sống được đời thượng quan phải cái phước nó nhiều hơn cái tội. Thì bây giờ trong khi đó lại bù qua cấn lại là mới vớt được cô bác anh em chị đồng đạo. Còn bằng không coi chừng coi như là chất me luôn á, không có giữ được đâu cho ông trời nha. Cô bác anh em chị đồng đạo. À, thôi thì bây giờ chắc ăn hơn đó nghe, thì thôi giờ ăn chay đi. Ăn chay trường luôn cô bác anh em chị đồng đạo. Thì bây giờ nếu mà mình ăn chay trường luôn đó, chẳng khác nào mình vô trong cái trường đại học. Mà khi vô trong cái trường đại học rồi dù có rớt đi chăng nữa cũng xuống cao đẳng hả? Không, đâu có tệ nữa đâu. Còn mình bây giờ không chịu vô trường đại học mà mình cứ học lớp 3, lớp 4 không mà có tới chuyện nó rớt rớt luôn hả? Cũng có nước mà đi bán lá môn lá chuối chứ đâu còn nước nào nữa đâu phải không? Thôi giờ gán thi vô đại học đi. Gán thi vô đại học đi, có rớt nó cũng còn cao đẳng là vô đó là vô đời thượng quan đó cô bác anh em dừng đồng đó. Còn bây giờ ăn chay 4 ngày mà nói rằng coi như là tôi muốn giảng sanh về cực lạc là chuyện này không có rồi, không có nghe đồng đạo. Bởi vì ăn chay trường đó mà vậy đó, mà coi chừng ăn chay trường mà còn rớt, đừng có nói chi coi như là ăn chay kỳ, phải không? Ăn chay trường đi, nhưng mà có nhiều khi cái miệng mình chay không à, mà cái như là cái tâm mình không chay. Chay lạc chẳng phải là ngoài miệng mà phải lạc chay cho đến trong lòng. Tu đâu phải lạc chay không mà còn giới lực và lòng từ bi nữa. Tất cả những hành vi đạo đức từ đáy lòng thành thật làm ra, dù không có người ta cũng không để thối giải tà phát sanh. Cuối cùng vẫn chọn lành chọn sáng, gần lâm chung chẳng tán loạn tâm Di Đà, vẫn nhớ niệm thầm trước giây phút chút linh hồn ra đi. Lành mạnh cũng như khi bệnh hoạn, bình tĩnh không mà hốt hoảng tâm thần. Như vậy là cái người này mới được giảng sanh cực lạc cô bác anh em chị đồng đạo. Chứ còn kỳ thật ra trong khi đó mà nếu như đến phút lâm chung mà bây giờ trong khi đó quý vị mình giết con này con kia đó ha, là gần tới phút lâm chung bắt đầu nó lợi đòi mạng. Cận tử nghiệp đó, lỡ nó đòi mạng. Mà lỡ đòi mạng rồi lúc đó coi như là cái tinh thần mình suy sụp rồi đó hen, thì bây giờ chẳng khác nào trong khi đó là cây ngã hướng nào thì bắt đầu nó siêu dị hướng đó. Mà có khi đòi mạng rồi lúc đó là chúng ta coi như là cái tinh thần không còn đủ tinh thần để niệm Phật, bắt đầu nó kéo mình. Mà nó khi kéo mình rồi đó là cái quan gia trái chủ đó đấy hen, là mình dứt không xong rồi là không bao giờ về cái cõi cực lạc được đâu cô bác anh em dừng đạo. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc đó, tất nhiên là phải nghiệp dứt tình không, thấy không? Mà nghiệp dứt tình không tất nhiên là tất cả các nghiệp quan gia trái chủ bây giờ chúng ta dừng bàn tay lại, không sát sanh là nghiệp dứt. Rồi tình không tất nhiên là ở nơi đây là tất cả những tình cảm nhớ, là cha mẹ, là vợ chồng, là con cái gì đó. Bây giờ đến phút lâm chung là đến đó tất nhiên là bây giờ chúng ta không còn nhớ nghĩ gì được cô bác anh em dừng đạo. Đó là tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tỉnh được lúc hồn lìa thân, gần dứt thở vững vàng trong trí vũ sạch không. Vũ sạch không chẳng nhớ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về.
lòng đại độ tràn trề khắp chốn sức thần thông rộng lớn vô biên, chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, không phải cần hành khổ dụng công, chỉ cần vũ sạch bụi hồng. Không? Chỉ cần vũ sạch bụi hồng trước giây phút chút linh hồn ra đi. Có nghĩa là phát tâm Phật thì quy cõi Phật, mà phát tâm phàm thì rất cõi phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không làm một ai. Chúng sanh muốn sớm ngày giải thoát thì cần nên sớm phát Phật tâm. Chồng lâu thì dễ ăn thâm, đời dù lai lắc khó làm chốc nghiêng. Biết lo trước là yên, vững nhất đến muộn rồi chạy chọt cũng công. Chung khi muốn lội qua sông, những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi. Tới giờ là những cái nghiệp mà chúng ta tạo đó là còn lòng thòng đó. Mà lòng thòng bỏ đi mới được. Còn nếu mà chúng ta còn vướng rồi làm sao mà về cái cõi Phật được? Cô bác anh em chung đạo, có lắm kẻ muốn về cực lạc mà lòng như bã rác công mương. Ví dụ mà Phật có thương cũng không thể đến bên giường rước đi được. Có nghĩa là cái lòng mình còn ô nhiễm quá, ông Phật sao rước được? Cô bác anh em chung đạo, còn nhớ con này con kia, nhớ cá, nhớ con này con nọ, thì làm sao mà về Phật được? Thì bây giờ nói tóm lại, muốn về Phật tất nhiên là chúng ta phải trong sạch. Cõi sen người phải như sen, gần bùn mà chẳng ố quen mùi bùn. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi không rước bất lương. Muốn về cực lạc Tây phương các điều không giữ, chớ dương điều nào có Phật. Anh em chừng đạo, không dương điều nào mới về có Phật được. Còn dương làm sao về có Phật được, phải không? Thôi vì nói tóm lại, tất nhiên ăn chay 4 ngày tất nhiên là muốn về Phật là một điều khó lắm cô bác anh em dùng đạo, khó lắm. Thôi giờ gán ăn chay trường đi, mà ăn chay trường coi như là còn phải chay tâm luôn cô bác anh em dùng đạo. Chữ Nam Mô Trì Giới giữ chay, chay được tánh nghe là chay tâm mới quý. Chứ còn cái chay miệng không, không thành công cô bác anh em dùng đạo. Thôi thì qua tiêu đề này chúng tôi trình bày cũng gọn gọn nghe. Và đến đây cũng xin hết ý, và xin trả lại cho vấn chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật.